en couture. អង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកានៅនឹងក្រដាល់វិជ្ជាជួនទៅក្រមវិធីការពិគ្រីលោកគឺសំផនដើម្បីបន្តការតាំងសំណួរនេះដល់ចំពោះសាក់សីសូមអញ្ជើញសមគុណលោកប្រធានសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតកណាចង់សួរបន្តតទៅទៅនឹងពេលវេលាដែលព្រះអង្គអគង់នៅវត្តអង្គរការមុននេះ ព្រះអង្គមានធរណីការអំពីការឲ្យធ្វើពលកម្មហើយតែព្រះអង្គបានចូលរួមធ្វើពលកម្មដែរក្នុងនាមជាព្រះសង្ឃដែលព្រះអង្គមានធរណីការថាមានការជីកបន្លាយជាដើមតែព្រះអង្គអាចជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះបានទេថាមានព្រះសង្ឃប្រមាណអង្គដែលធ្វើការក្នុងក្រុមរបស់ព្រះអង្គនៅពេលនោះ จำรานปอติดใจจิตกรมกรมบ่มีดับอังมีหน่วยอังบ่เทกรมกรมมันอ้อยมันอ้อยโกมลังเนี่ยได้มันอ้อยโกมลังได้ไม่ได้บ่กระจายพระองค์กล่าวปีจิตมีจิตปลายกล่าวปีจิตปลายนี้มีทเวอไว้ทีพระองค์เดือดเปล ព្រះអង្គអាចបញ្ជាក់ផងទេថាតើការជីកបន្លាយដាំដំឡូងដាំបន្លាយនេះវាខុសនឹងពុទ្ធបញ្ញត្តិដែរឬទេរឿងដ៏អនេះបើយើងគិតទៅលើច្បាប់ពុទ្ធសាសនាថាវិន័យបាទ ប្រសងខុស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 ខ
តោះតោះទៀតដល់នេះនោះសឹកនោះសឹកសឹកតោះតោះទៅដល់គណៈចង់ទូលព្រះអង្គតេតតងនឹងព្រះអង្គផ្ទាល់នៅពេលដែលព្រះអង្គសឹកថាតើព្រះអង្គមានគ្រូអបជិនអ្នកឲ្យសឹកអ្នកឲ្យអ្វីដែលសម្រាប់ឲ្យសឹកឬមួយក៏ព្រះអង្គសឹកនៅទីកន្លែងណាដោយឯងឯង Sắc nô ở Ram bò, mình mới sắc nô tam, tiết tam như mày này, như mày đâu. Bò, bò dưỡng tăng quân cho nhà bùa trầm tháo, bùa bùa chưa trầm tháo, mình mới sắc bì bìa đây, sắc ở Ram trầm tháo. Bò, về sắc nắng mình toàn biên, mình toàn kia, mình toàn bay bạ đà ma co đây, mình toàn bay rút nơi đâu đây, mình biên phía, mình biên hìa, lai chăn, mình biên ao bò. Thế thì dụ bà ra nạ tay đang bay. Bò, hay việc thân dạ xây dựng đang lưu thả lâu sắc ai à. Ờ bà con cái ná trong tu bỏ ông tha đại bê bỏ ông sắc nữa nhà ná chỉ xạ xây rồi bỏ bỏ ông nửa bê đại bỏ ông to bỏ ông ấy sắc liên trạng sắc hạ bọn ấy nữa bỏ ông ai chùm riêng chùn ông chùm riêng bán thế và anh bán ôm chiết mãi san dạ sấy và sum ôp côn bọn cái nái trong xua bên chẹ bọn tẹt tung chấm lại mũi đại bọn bàn song để cà ruột hơi tẹt tung từ nưng bịa cái nái bàn xua cà sắc hay nưng cái nái trong xua bị cà sắc hay nưng កាលាចៈសខបតហើយសម្រាប់ពាក្យខ្មែរហ្នឹងវាមានសឹកមានសឹកហើយនឹងមានកាលាចៈសខបតបងអាចបញ្ជាក់ចំណុចពាក្យទាំងបីនេះបានទេពីព្រោះពីមុនខ្ញុំកណាសួរពាក្យ២សូមនិមន្តបង សឹកចៈសខបត Giác hữu bò thì chạc Nhưng liếc bà phút bà thó bà xong Tôi chỉ hiểu biết chỉ bà sọ Nâng sắc đó, đó chạy khó đó, đó chạy đó Bà chạy Vậy là đang khi mình chọc nó nấu thông sắc ở đó lên Sắc ở chân thì bà nói đó, mình bà dễ chọn với chứ Chứ bà nói này Nói thông bà đó, nó sắc ở đó lên Chạy thì khám bắt có sắc Sắc có sắc Đôi kia đây Chứ mình chọc cứ một sọ như thế đó Khánh thì niêm, khánh thì cun, cái gì dao đang đây Học thêm việc khoái đây, và đang đây Ồ bà cun bà ông Chứ bà cần là Thay một biện này mùi cái Chà nam này dây biện thà chập sắc rồi có sắc nói bằng khom chập sắc ta ta vì miền ăn tận này khó khăn nhiều bị biệt hàng đám đại bộ ông miền thế đại ca mình thế cứ bên bộ cô nam mà nhẹ para ai nhà ao nhẹ bu nam mà nhẹ sắc tàu chỉ bộ sọ bỏ hay là mai phơi phơi cứ chăng vàng mai phơi phơi cứ ai nhà chăng vàng ai nhà chăng vàng tôm đã sắc nôm mà đi và đầu sắc nợ mua ăn đồ ban đây bạn đồ vót cái gì cam và mình hiểu chưa không cái nào xong ở bắc cún bị bực mình bọn ban lược lang tha bọn school lục hiệu nữ ta bọn nơi chăm chùa như thế để bọn tham cùng cao bì môn chật sập ràm nó cùng nơi vọt mà hà mần trầy ta chẳng trăm trời thế bọn Cả năng cận đồng hàm thấy cận ô đua đuôi khả nê vào hàm trầy
Bong call look you know nung bochi ba song you was up another day. Scoring is a no point you can never. Tang look boo, mouse up, man, and everybody score no, and put you dead or you know, put you near. Bác sĩ Mộc Cấn, cái nào xong anh chun nấu sạch hay cam robot lục hiệu nấu lệch y muối cao sấp chọn muối tròn màu bằng bún chọn sam sấp chọn đập ram đại chia prote chật cho ngày tìm mập hay muối khai mỹ thuận á năm pi pon đập pi chấm cân nát xong ăn chun bỏng đó trống đã cầm nát ở chỗ ba lo mình bàn tê bàn tay mở tới mình du tế bên nút bờ hai chia mười chín năm pi chín năm bốn nọ xong tôi xong tôi lộp tiền xong anh nhận pin đất ai cái sao thế xong một chuyện mà đón tiết máu nơ máu bầm bún sam sập bầm bấy chạy mà phây buồn ai cái sao đã đá cứ khóc như tại mùi tầm bò tiết chỉ biết sao khai xuống cho xong bạn xong bạn chún nhóm xong tôi lấy nhóm mình ban đăng tê đào chám ấy nu nhóm mình đăng tê đăng chia play ca mền tên cứ mình đăng mũi tiết lột bà bịa chập sắc ọt ban ọt miên chập tê còn tại bà ao lia chạ sắc hà bà bịa tha chập nắng hù hơi ọt khơi chập mình khơi chấp hay mình lư thả chấp. Bà ông sẽ đáp bàn tế thật tớ bà ông miền bà thầy cam giảng đôi một đếch tớ nâng sạc khay cam rồi bỏ lục hiệu nâng ní. Bà ông bình quát đấy nâng quát đó xa bình quát đấy nâng lưu thả hợp tế quát tế. Bà ông miên ở đây trong miên thế ra đây cả với bản thay em từ lưu bịa tha chập sắc hay đừng lia chạy sắc khá bọn đi đại thế. Xong chúng tôi sẽ tha chập của miên bộ cố nào mới một bản thom. Bản thom á. Bản thom ở chạy sắc khá bọn ở sắc. Và mỗi chạy đôi khuôn anh thì khả năng này nôm rạp rạm tốt có sắc tàu vô tiết kiếm bằng thom thật là sắc nôm mà đi biết rằng chăng rồi cái này xong ổ bà cún cho tiện tôn thằng cạ rồi này rồi bỏ bà ông tỏ đây là bà ông bàn lia chạy sắc khả bọt nơi chúng tôi bà phẹt rồi bỏ cựu ổ bà chìa rồi bỏ bà ổng ta bà ổng ai bình dô tha vì chỉ ca chập sắc đại tế xôm chúng tôi bỏ chế tha hàng đám bởi miền hết bởi hai và hàng trong miền bởi chay con đường mình hát ai bị chạy đây đó nó bán đi bỏ đang bàn từ một tiết lụ mới được ví bà sao mà cún
Brong ai chum rib ban pi pel vi lia dai brong chen pi wat ong ra ka tau ta brong tu chen tau na kroi pi lia cha sakha bon o rok mantri mia no tok ti mia khai kapot không sẽ hạ co ấy đấy bọn co hạ co không nhầm rau không một tí mía bọn cùng luôn nơi cái lại năng rồi hốt rưỡi mũi co bọn cái lăng bàn đồ ti cái lại luôn nơi đây bác có mau tuần bọn đây cún cái này cái này mù than cái bắn cái ao chè lát là hốt vò phải mang con chè lát con chèn múc và là hốt tô riêng bay chết ba mong là hốt vò chè lát hốt được cái này nên cái này mù than bây bọn nơi nông sọc bằng tiền bia nắng bằng tiền bia tụ bia bọn xong bọn đang sọc bằng tiền bia không cái này bằng tiền bia nó bọn miền đô từ đô không đô phum rồi còn đô sọc từ xây tiền tới bắt toa pì cà ruột nơi nơi sọc tiền bia nó anh miền đô đây không môn ní bọn ông miên thế ra đề ca ông bì biệt thạ ông ca chỉ tràn lớn đài bọn ông bì đề kê hào bạch chúm bọn ông có miên sang đề ca tha ông ca chỉ nè chặt chai anh hào bạch chúm rư gò thơ sức đây xâm rạch ế chết đàm bọn ông nông niêm bọn ông tốt nông bê nút ta bọn ông dù thạ bì ông ca ní bọn ông xâm đau từ lơ ở bây đài thế nên bố về đứng đây mà mình vô lại đấy ông ca đang ông ca nã đang hỏng thứ mới thiệt phu thằng ông ca là nó ông ca nó tất cả nó nã ông ca nó khơi hoang ông ca này nó đã đắng thu bình na ở thơ thằng ông ca ở thơ ông ca cha tăng đang nói nã ông ca đang hỏng cái nào bỏ ông miền bàn vì phía xa rồi có xu nôm thả ta ông ca chi nà ná chi ở với rồi có chi nhận tựa khó trời dàng đôi mà đây đại tế nông bê nông nhoàn bộ bê nâng miền xu đá vô sao ông ca nâng nồi nà tâu nà ná thả nạ lơ xu kì tôi thả bà nâng ông ca nồi nà nà ông ca nà lơ nà lơ nồi nà mà đừng để đàn người ta nạ lừa lừa đắng chào à đến đó cái đây đến đó đây đến đó chào phê cái thằng đắng chào này chế ấy ở đó đây vậy vậy đó đây ông cá chào ai xong rồi bảo ông tổ ta bảo ông vô thà ông cá chia vậy tử chia bịa mũi rồi mày đúng không bịa mũi vâng chỉ biết mỗi giờ mai bật bột đang kịp ra ăn cá này hả vâng biết đang vâng bật được biết ăn cá nó gì ăn cá nó đang ăn đang gì bột cua na khá đấy ăn cá nó mà đang cái đấy vâng cái thằng ăn cá mà sớm chặt tăng mỏ vâng tập tập ăn cá nó bột cua na khá nó mà sớm nó chặt tăng mỏ mình đang này vâng xu sẽ hú sao ông à tiền ông ca này sao vậy chặt tăng một số mình xóa mấy ta nạ lơ trong còn xóa lại đây ta nạ lơ ông ca chặt nạ lơ chặt tăng vào chân nâng cho các bạn hết xuôi đấy thôi đấy có cho ai rồi hết xuôi đó xem ông quân bỏ ông ta bỏ ông miếng đài lư
nẹt đây nỉ dây bị ong cá nó kê sầm đau từ lơ luôn kê rồi thì họ đôi cả nạn khum rồi gặp phum rồi thả co rồi đã nát đây chụp tiệt tung chụp mùi bọ ong thả kê chỉ ong cá đã thế cứ thả nạn lơ và đang sao vậy sao nạn lơ xua cái tôi ra nạn lơ ong cá nạn lơ chặt tăng mò mình chia không cái giờ mình đang hay mình hiện tình đau thua sao sao hiện tình đau thua không thua sao phải rất lại cái đồ đường tiên thầy dân chẳng sẽ đăng ngay chết nè mà nó chắc ạ và sầm ở côn bóng tôi bóng chưa bị ca sầm ngặt giang đôi mặt đáy đá hay bàn ăn ở vọt đôi mặt đáy đá nông robot Campuchia bị chia thập tay bọn miền mà sao mà nói thế với đồng bày mình chạy gì à? Một nơi bọn miền thế ra đại ca tha mình hiên xua mình hiên ở dây hay cái ná trong xua mình chạy tha ta bọn thlọp lư vì cô ca để ca sầm ngắt đại tế hai bọn thlọp ạ nụ vọt dạng đôi mà đạch đai khăn ông rồi bọc Campuchia và chia thập tay nó đội chúng nó đi qua tầm toàn bản nó tầm toàn bản nâng chăng 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 tầm vị lượng ấy ở đây xua chúng ta xua mới đang sao ai qua chị chạy đường ấy cái ná trong xua chỉ tu tới tập bọn ai à bật say tiệt tôn chỉ môi nhẹ đầu tây chỉ môi cam ma phì ba rồi chỉ môi mật phía ấy ban đòi sợi đại tế chúng ta có sự mấy năm mấy khai phải khai nắng nặng nô nắng đôi chị mình sau miền đây bỏ sau miền đây sự mấy bằng ôn ai nắng có sơ ra mình hiện gì đâu nha phong bỏ sự mấy đâu nâng dậy thoáng mong lại mà cứ chẳng mong lại mà bỏ dục láng mình hiện đã dễ chung như thế bê thư cá cứ thơ riêng luôn tới sự má cứ sự má đi kịp bỏ đó là mong là thơ thiệt ắt hẹn phục phải thế mình hẹn phục phải chung với đứa đấy đấy mẹ đấy nâng sự máy nâng cứ bỏ cái năn nhảy dây sơn nâng hương sơn kì dây sơn cứ thấu cuộc nạ bỏ tôi biết rồi bỏ một cái má cứ chẳng bọn là na dây sơn là na sẽ đang sơn cái nâng cuộc ai bật gông cuộc xong đấy gông bỏ ắt má thì gông nó nâng mà huống là đó và xôm ở bà con bà ông ai cả na ở xôm nuôi hay lâu bữa thiên ở xôm xôm ở con bà bà chị con em hướng ông chưa nói nhầm ra xôm ở con chụp bà chị con đã ban nhị môn một đò thầy cầm chúng đó ông cho nó chụp ra là bốn trong giờ pin một ngày đi hay sắc khay cam rồi bảo ông nâng rùm một phía cái tiên không cá phải đâu cá bớt nông rừng cái này đi là ní là hộ đó pin đi bàn đó ti mình chọn hơi hay vật miền bảo ông nơi ở bờ tàu co đi lên miền phía chạm mặt diện hơi đại chỉ quân ai vừa từ lọp từ bên bàn hơi mình thấy rồi bàn tala ca nó rộn rúa chỉ mới nâng bộc lực có nơi ông phía công pi xã xây nâng đại chấm niến không cả chun bậc đại chúng quân em hướng bờ tập lập được căn thì vật ở ram đại bậc ông cùng nữ rư co thì cái lại cô đào nát đại bậc ông miền bầm non trong tứ bàn hơi bậc đại chúng quân niệm môn xong chưa nhiều lúc bây giờ có bé Thank you, Mr. President. Because we still have half an hour to go rather than revisiting
Rather than revisiting the issue of this morning, tomorrow, and take away time from the other parties to examine the witness of tomorrow, I would like to refer to the email that we received from the prosecution this afternoon in relation to case for documents. The prosecution, the deputy co-prosecutor wrote to you and to us that in addition to the earlier statements from case 4 and the 20 statements that we just received this afternoon, there is another astounding number of 89 and 190 documents to be coming from case 4, documents to be added to our case. 89 and 190 plus the earlier ones make a total of 334 documents from case 4. We were able to have a very quick glance at case 4 statements that we received this afternoon. And what we received, and I just have a very brief summary, a very brief indication. It seems that one witness can testify about the leadership of the Trong Pong district. One witness possibly can testify in detail about a former secretary of District 105. One of those witnesses was a chief of the commune in Trong Kok and possibly could testify about several immediately upcoming witnesses. One was a Trong Kok district messenger and can apparently testify in great detail about an upcoming cadre witness and about delivery of messages to communes in the Trong Kok district. It seems that at least one witness within those 20 statements, witness statements, is surviving prisoner from Krangtachan, and allegedly a child of that prisoner was killed at Krangtachan. Now, I think we can all agree that these are very relevant statements for also the upcoming witnesses. So this, in combination with the fact that we are awaiting at least 270 more documents in this phase of the trial, I'm not quite sure what words to use to describe this, but I'm not sure how to deal with this, but it seems that the only real possibility in order to be able to conduct the proper defense is to ask for postponement and to receive all those 270 documents in order to be able to establish what the relevance is. If we continue like this, and we just get the documents hand by hand or in small numbers, by the time we have them all, we might have to recall witnesses. I don't know exactly if that would be a proper way of acting. But the way it's going now is in any case in stark contrast with what the prosecution said earlier, that this is a small number of coming. But the total of 334 documents, as I said again, it's very disturbing. And I think we should have a proper debate about what to do with this. ខ្ញុំស្ដាប់ភាគីម្ខាងឲ្យអស់សិនហើយត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យសមស្របដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបខ្លីដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីអង្គជំនះមានមូលដ្ឋានក្នុងការយកបញ្ហានេះទៅដោះស្រាយថាតួតើចាត់ការយ៉ាងម៉េច Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Je m'associe bien évidemment, comme ce matin, aux observations de mon confrère, en indiquant également notre préoccupation. Comme je le disais ce matin, nous avons un vrai problème d'interprétation de ce qui peut être jugé comme pertinent comme document pour l'audition des témoins à venir. Ce n'est pas parce que les documents
ne parle pas spécifiquement d'un témoin en particulier que pour la défense, il ne s'agit pas de documents pertinents. Pourquoi ? Parce qu'il va de soi que lorsque plusieurs témoins parlent d'un même lieu, de conditions de travail dans les coopératives ou de conditions dans les centres de sécurité, pour nous, dans le cadre de nos interrogatoires, c'est la confrontation de ces différents documents et de ces différents témoignages qui permet de faire avancer la discussion et les débats devant la Chambre. Donc, en tout état de cause, compte tenu de ce que mon confrère vient de rappeler, et compte tenu du fait que nous, j'entends bien que c'est le cas également des avocats de la partie civile, après, s'ils peuvent s'accommoder de la situation, c'est leur droit le plus strict. Mais pour nous, en tant qu'avocats de la défense, nous avons besoin d'avoir une visibilité sur les documents qui vont faire partie du dossier et qui vont nous permettre ou pas d'interroger les témoins à venir. Dans ces conditions, nous demandons à la Chambre de trouver une solution rapide, puisque il y a encore des témoins sur Pringtachan et sur les coopératives de Tramcock qui vont arriver. Que les documents tels qu'ils ont été annoncés, tels qu'ils ont été produits aujourd'hui, que nous n'avons bien évidemment pas pu voir en détail, il nous faut du temps pour se faire, il va de soi que cela a un impact sur la préparation des témoins à venir et que si on veut être dans l'économie judiciaire veut aussi qu'on ne fasse pas venir un témoin pour le faire revenir encore une fois parce qu'il y a d'autres documents à lui opposer que nous obtenons par la suite et peut-être qu'effectivement la solution d'un renvoi ou en tout cas, qu'il ne tend le soit accordé à la défense et aux partis en général. En tout cas, la défense, si les avocats de la partie civile n'estiment pas ce temps nécessaire, mais nous, nous en avons besoin pour préparer correctement notre défense. ខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញពីការលំបាករបស់យើងក្នុងការពិនិត្យទៅលើឯកសារដែលបានកំណត់នៅក្នុងសំណុំរឿងបី04នេះដោយសារយើងខាងមេធាវីការពារក្តីមិនមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ជាអេឡិចត្រូនិកទេឯកសារជាអេឡិចត្រូនិកយើងអត់អាចចូលបានទេហើយយើងទទួលបានតែកូពីឯកសារកូពីនេះគឺយើងមានតែមួយ មួយកូពីទៀតហើយយើងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការកូពីបំបែកតទៀតទេតាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ឯកសារទាំងអស់នេះដូច្នេះការប្រើប្រាស់នេះវាធ្វើឲ្យយើងមានការលំបាកនិងមិនទាន់ពេលវេលាខាតពេលវេលាច្រើនហើយនៅពេលដែលឯកសារកាន់តែមានច្រើនទៅការប្រើប្រាស់នៅលើក្រដាស់នៅលើ Before the prosecution rises, I have a question which they might wish to answer when they give their comment. In the email referred to by the defense counsel, it first says that a submission which kind of clarifies things further will be filed on Monday, 23rd of February, and secondly, it mentions the further 89 statements which will be disclosed shortly. Now, will this email tell us what exactly shortly means, or will you today be in a position to do that? When it comes to the other 190 mentioned, I think in the last paragraph, my guess is, but it's also a question, that currently you're not able to tell us when they will be released and how. Is this a batch of 190 then, or are they coming, I don't know, in installments? Are you able to answer any of those questions now? I understand that this might be what you actually plan to do on Monday, but... ខ្ញុំដឹងថាអាចនឹងបង្ហាញនៅថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែពេលនេះតើឆ្លើយយ៉ាងម៉េចដែរ
Merci, Madame la juge. Effectivement, nous voulions clarifier une fois de plus le processus dans lequel nous sommes engagés et je voudrais dire à tout le monde qu'il s'agit d'une tâche lourde et fastidieuse pour le bureau des co-procureurs de devoir, pour chaque lot de documents pour lequel nous recevons l'autorisation des juges d'instruction, en tout cas du juge international, de les communiquer aux parties. Nous devons faire 3, 4 ou 5 motions différentes avant que vous puissiez les recevoir. S'agissant des chiffres qui vous ont été communiqués, je voudrais insister sur le fait que dans les 89 déclarations pour lesquels nous avons demandé au juge d'instruction de pouvoir avoir l'autorisation de les communiquer aux parties et à la Chambre. Il n'y en a que deux qui concernent Tramcac et Tramcac Chan de manière générale. Parmi ces 89 personnes, ces 89 déclarations, il n'y en a pas qui émanent ou qui concernent directement les témoins qui figurent sur votre liste de personnes sélectionnées pour ce premier segment. Concernant les 190 documents, nous ne sommes pas les maîtres du jeu. Nous essayons de lire les documents quand ils nous parviennent, de voir quels documents devrait concerner les faits du dossier 2/2, lesquels pourraient contenir des éléments à décharge qui donc seraient utiles à la défense, et nous demandons alors au juge d'instruction d'avoir l'autorisation de pouvoir les communiquer aux différentes parties. Le juge d'instruction et son équipe analysent nos demandes, parfois n'accèdent pas à nos demandes directement pour des raisons de secret de l'instruction. Donc il y a un délai qui peut être parfois assez long. Ce que nous faisons, c'est que nous donnons une priorisation à ces documents en attirant l'attention du juge d'instruction sur le fait que un certain nombre de sujets sont à l'étude devant cette chambre durant les audiences et que donc, concernant ces déclarations-là, une priorité doit être accordée dans leur examen par le bureau des juges d'instruction. Donc, nous ne pouvons pas dire quand ces 190 déclarations seront, nous aurons l'autorisation de les communiquer. Nous n'avons pas la maîtrise du calendrier. En tout cas, ce qui est certain, c'est que chaque fois que nous recevons, et c'est assez fréquent, de nouveaux procès-verbaux d'audition de témoins dans le cadre des deux autres dossiers, nous les lisons très rapidement dans la mesure de nos capacités, bien entendu, parce qu'on a évidemment d'autres choses à faire. Nous les lisons en khmer, nous les lisons évidemment quand la traduction arrive, avec peut-être encore plus de précision. Et chaque fois que nous pouvons, et très rapidement, nous demandons l'autorisation au juge d'instruction de pouvoir les communiquer, puisqu'il y a toujours urgence. Le bureau des juges d'instruction a lui-même ses obligations et donc nous insistons auprès d'eux pour obtenir ces autorisations, mais dans certains cas, ils nous disent qu'il faut attendre que certaines autres personnes soient d'abord entendues, que certains devoirs soient accomplis avant de pouvoir accéder à notre demande. Maintenant, pour peut-être réagir, si j'ai l'autorisation par rapport à ce qui a été dit par la défense, qui fait semblant d'être étonnée du nombre. Je voudrais rappeler que dans notre communication à la Chambre E305/13, c'est-à-dire la liste des documents pertinents pour le dossier 2/2, nous avions dit dès le mois de juin 2014 qu'il y aurait au moins 267 déclarations de témoins et de parties civiles dans les dossiers 3 et 4 qui devraient à un moment donné être versés au dossier parce que nous estimions qu'ils étaient pertinents. Donc je crois que les parties le savaient depuis
depuis longtemps. Ce qui pose des difficultés également à notre bureau, c'est que nous n'obtenons pas l'autorisation très rapidement de la part du bureau des co-juges d'instruction. Ce que je voudrais également souligner par rapport à ce chiffre de 267 que nous avions annoncé, c'est que depuis lors, chaque mois, il y a à peu près 30 procès-verbaux qui sont recueillis par les juges d'instruction et qui sont placés dans ces dossiers. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y en a plus que 267, et c'est pour cela qu'on arrive déjà à un chiffre aux alentours de peut-être 200 à 300, plutôt plus proche de 300 que de 267. Cela s'explique parce que c'est une obligation continue que nous avons et les procès-verbaux d'audition continuent à arriver et donc nous sommes obligés de réagir tel que nous le faisons. Nous nous opposons à tout délai concernant le procès. Nous comprenons les préoccupations des parties. Nous-mêmes, cela nous impose une charge de travail supplémentaire. La seule chose que je peux dire concernant le segment 1, c'est que avec cette dernière, pas tout à fait cette dernière, mais en tout cas avec les 20 déclarations qui ont été communiquées aux parties en fin de la semaine dernière ou ce matin pour certaines parties, nous arrivons pratiquement au terme de les déclarations qui concernent directement le premier segment. Comme j'ai dit, il y en a deux qui concernent encore ce premier segment pour lesquels nous attendons une autorisation. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas notre choix de ne pas communiquer l'ensemble de ces pièces à temps. Nous le faisons le plus rapidement possible, dès que c'est possible, et de façon à ce que tout le monde puisse être préparé de la même façon. Quant au fait de ne pas avoir accès aux documents électroniques, il y a des restrictions qui ont été imposées par le juge d'instruction internationale. Ce n'est donc malheureusement pas la Chambre de première instance qui pourra décider ou non de donner un accès électronique, mais uniquement le co-juge d'instruction internationale qui a ce pouvoir. Et donc, dans l'attente de la clôture de ces instructions ou d'une autre procédure qui sera, j'espère, meilleure à l'avenir, c'est la seule solution que nous avons actuellement et nous sommes tenus par les obligations que nous avons de confidentialité et de respecter les ordonnances du co-juge d'instruction internationale à ce point de vue-là. Merci, Monsieur le Président. Juste pour expliquer un petit peu plus notre position, nous comprenons parfaitement les préoccupations de la défense et nous nous en remettrons à la sagesse du tribunal, comme on dit. Nous voulons bien évidemment avancer nos propres préoccupations. Nous avons depuis fort longtemps déjà plaidé pour un procès rapide et un procès qui aille de l'avant. Donc de notre côté, nous estimons que nous sommes en mesure d'aller de l'avant et de gérer les informations qui sont envoyées par le procureur. Simplement pour que les autres parties comprennent notre position, nous-mêmes, les co-avocats principaux, n'avons pas accès à ces documents parce que nous n'avons aucun mandat dans les dossiers 3 et 4. Donc certains des avocats avec lesquels nous travaillons ont des parties civiles qui sont constituées également dans les dossiers 3 et 4 et eux, à ce moment-là, ont accès aux documents, mais ils n'ont pas la possibilité de nous les transmettre. Donc nous sommes véritablement dans la même situation que nos confrères de la défense. Nous découvrons ces PV au moment où ils arrivent et au moment où nous signons les décharges. Je n'ai même pas encore regardé le classeur qui m'a été transmis à l'heure du déjeuner. Donc je m'en remets à la Chambre. Pour moi, la véritable difficulté concerne plus les 20 PV que nous avons reçus aujourd'hui et non pas les 89 et 190 PV qui arriveront plus tard parce que nous aurons, je pense, la capacité de les gérer plus tard. Pour les 20 qui impactent directement le prochain segment, je vous demanderai simplement d'attendre la clarification du bureau du procureur du 23 février pour permettre éventuellement aux parties de répondre à cet anglicisme de clarification du bureau du procureur. Donc notre position est la suivante, nous nous opposons par principe
à une nouvelle suspension des audiences et nous vous demandons de ne pas prendre de décision avant que le bureau du procureur ait pu apporter une clarification par écrit attendue le 23 février prochain. Je vous remercie. Thank you, Mr. President. Just a brief response. Prosecution hasn't addressed the question as to when we are, for instance, supposed to read those 20 statements. I'd like to get some sleep tonight, so I don't think I'll be able to read those 20 statements before tomorrow. It seems, by the way, that one of those statements, one of those 20 statements, is a statement dating August 2013. So I really don't see why we had to wait so long to get that statement. Monday, I think, waiting until Monday is too late because I believe Wednesday or Thursday, an important, relatively important cadre is coming to testify, so he possibly might need to be confronted with the statements or the content with those 20 statements. So I think waiting until Monday until the prosecution comes with something is too late. And the last remark I would like to make is that we are pretending to be surprised. I don't really see where that comes from. I specifically, and that's why I quoted that passage from the transcript, I specifically asked the prosecution, what could we expect? And he said a pretty small number. Now maybe he and I differ in what the pretty small number is. But certainly not almost 300. Obviously, it's a big issue, and we have to think about that. But to organize the next days, if I understand at least Councillor Fernandinho correctly, he doesn't see a problem for tomorrow. Is that okay? Can we have an agreement on that? Ideally, tomorrow shouldn't be a problem, but the next one, yeah. Do Councillor Fernandinho agree for tomorrow? Yeah. Okay. And you, but you think the Wednesday witness from your perspective might be touched by this? Again, it's a very preliminary reading. Just going through the first 20 statements, it seems to be having an important impact or relevance to Wednesday's or Thursday's. So, but we just glance through it. So there's nothing more that we can say right now. Just une précision, Monsieur le Président. Il peut y avoir effectivement des déclaration qui date d'un certain temps. En réalité, cela s'explique non seulement par le délai qui est nécessaire au juge d'instruction pour nous donner l'autorisation, mais aussi parce que certaines de ces déclarations ne nous sont pas communiquées, ne sont pas notifiées aux parties avant un certain délai aussi, probablement pour des raisons de secret de l'instruction également. Donc, une déclaration 2013 ne nous a pas nécessairement été notifiée en 2013. Au contraire, c'est parfois le cas qu'on doit attendre plusieurs mois ou même plus. Quand De Lysac a parlé d'un petit nombre de déclarations, je crois sincèrement qu'il faisait référence au premier segment du procès et non pas au reste du procès. Comme nous l'avions dit en juin 2014, on avait déjà annoncé qu'il y aurait 267 déclaration. Je vous ai dit ce matin que concernant le deuxième segment, nous attendons l'autorisation de communiquer à peu près 60 déclarations qui sont relatives essentiellement au barrage de Trapintma. Voilà, merci. CW 934 ចូលមកកាន់បន្ទប់កន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មក្នុងបន្ទប់សម្ដនាការ
សូមគោរពលោកប្រធានមាតខ្មុកនៅយ៉ាវបាទអរគុណលោកប្រយ៉ាវហើយតើលោកកើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាដែរលោកចាំថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់លោកដែរទេមាតកើតនៅឆ្នាំ 1947 អរគុណលោកប្រយ៉ាវហើយតើលោកមានទីកន្លែងកំណើតនៅទីកន្លែងណាលោកចាំមេ បាទខ្ញុំបាទចាំដែរទីកន្លែងនៅភូមិប៉ែនមាសឃុំសំរោងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបាទអរគុណចុះទីលំនៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃរបស់លោកតើលោកមានទីលំនៅនៅទីកន្លែងណាបាទទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅកន្លែងដែលលោកប្រធានបាទអរគុណហើយលោកប្រកបមុខរបររកស៊ីធ្វើអ្វីដែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃលោកភ្នៅយ៉ាវ បាទសូមទោសខ្ញុំបច្ចុប្បន្នធ្វើស្រែចម្ការហើយធ្វើចាវត្តនៅវត្តអង្គសមាបាទបាទអរគុណចុះឪពុករបស់លោកឈ្មោះអីហើយម្ដាយរបស់លោកគាត់ឈ្មោះអីដែរបាទពុកខ្ញុំបាទឈ្មោះនៅឆេងម្ដាយឈ្មោះរៀមឈួនស្លាប់បាទអរគុណចុះប្រពន្ធរបស់លោកឈ្មោះអីហើយលោកមានកូនប្រមាណអ្នក ប្រពន្ធខ្ញុំបាទឈ្មោះសាហរ៉ាន់ហើយមានកូន 6 នាក់ប្រុស 1 ស្រី 5 បាទអរគុណលោកភ្នៅយ៉ាវតាមរបាយការណ៍របស់កម្មាធិការសមនាការថា កាលពីព្រឹកមិញនេះថាតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងគឺថាលោកមិនមានឪពុកម្ដាយបុព្វញាតកូនបច្ឆាញាត បងប្អូនប្រុសស្រីបងប្អូនថ្លៃប្រពន្ធត្រូវទទួលស្គាល់ធ្វើជាដើមម្ដងរដ្ឋប័ត្រវិនិច្ឆ័យក្នុងរឿងក្តីនេះទេតើប៉ិនមែនដែរឬទេបាទប៉ិនមែនលោកប្រធានបាទតើលោកបានស្បត់នៅចំពោះមុខអ្នកតាត្បូងដែកដែលនៅពីកើតខាងកើតសាលសមនាការនេះហើយឬនៅ បាទខ្ញុំបាទបានស្បាតហើយលោកប្រធានបាទបាទអរគុណលោកភ្នៅយ៉ាវឥឡូវនេះយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចក្នុងនាមលោកជាសាក្សីនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះអំពីសិទ្ធិក្នុងនាមលោកជាសាក្សីនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមនាការនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះលោកអាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយទៅនឹងសំណួរ ឬការសុំឲ្យលោកធ្វើអំណះអំណាងណាមួយឬច្រើនដែលនាំឲ្យដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងសិទ្ធិមិនធ្វើសក្តិកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងមានន័យថាដោយសារតែចម្លើយឬអំណះអំណាងរបស់លោកនោះនាំឲ្យលោកនឹងត្រូវទទួលរងការចោទប្រកាន់អំពីករណីយកិច្ចលោកភ្នៅយ៉ាវក្នុងនាមលោកជាសាក្សីត្រូវផ្ដល់សក្តិកម្មនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការ សមនាការចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះលោកត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងរាល់សំណួរទាំងឡាយដែលភាគីឬចៅក្រមអង្គជំនុំជម្រះសួរចំពោះលោកលើកលែងតែសំណួរឬអំណះអំណាងដែលនាំឲ្យលោកឆ្លើយតបទៅដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងដោយយើងបានជម្រាបជូនខាងលើអញ្ចឹង ក្នុងនាមលោកជាសាក្សីត្រូវតែឆ្លើយការណាដែលពិតដែលលោកបានដឹងបានឮបានឃើញបានចាំឬធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬបានធ្វើការសង្កេតដែលផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិហេតុឬហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរដែលភាគីឬចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសួរចំពោះលោកលោកភ្នៅយ៉ាវតើលោកធ្លាប់បានផ្ដល់សក្តិកម្មឬក៏ផ្ដល់កិច្ចសម្ភារ ជាមួយនឹងអ្នកសើបអង្កេតនៃការិយាល័យសហជាក្រមសើបអង្កេតដែរឬទេហើយប្រសិនបើមានតើធ្វើប្រមាណដងធ្វើនៅទីកន្លែងណាធ្វើនៅ
ពេលណា បានពិនិត្យមើលឬអាននៅកំណត់ហេតុដែលលោកបានផ្ដល់ចម្លើយការពីដែលលោកធ្វើនាពេលមុនជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការចលាយថាជាក្រុមធ្វើអង្កេតដែលលោកអះអាងថាធ្វើនៅផ្ទះរបស់លោកដើម្បីរំលឹកការចងចាំដែរឬទេបាទលោកប្រធានខ្ញុំចាំខ្លះផ្លេចខ្លះដែរហើយព្រោះយូរឆ្នាំដែរលោកប្រធានបាទលោកប្រធានខ្ញុំចាំខ្លះផ្លេចខ្លះដែរហើយព្រោះយូរឆ្នាំដែរលោកប្រធានបាទលោកប្រធានខ្ញុំចាំខ្លះផ្លេចខ្លះដែរហើយព្រោះយូរឆ្